we sail a little bit higher. Ai Cập cổ đại vòng đội này, và xin mời tất cả những nữ hoàng chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị phục vụ vé cho tất cả của bác anh chị mình với vé vòng đội đầu tiên. Và đêm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu cùng với gần 20 thành viên đầy đủ nhất có mặt trong đêm nay với chủ đề Ai Cập cổ đại. Và tí xíu nữa chúng ta sẽ được gặp gỡ với những chương trình ca nhạc rất là bất ngờ với tiếng hát của cây cười Dương Thanh Giang cùng với Thánh Chặt Chém Lô Tô Lộ Lộ, cũng như là tất cả những người đẹp chúng tôi đã được chào mừng tất cả của bác anh chị mình nha. Và đêm nay chúng ta sẽ được nhận qua đó tặng phẩm khuyến mại đặc biệt là một chiếc TV Asenjo 40 inch màn hình LED. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta sẽ được nhận qua tặng là vé tương đương là 10.000 đồng. Chúng ta sẽ được nhận qua đó là một con gấu bông. Chúng ta được tặng kèm thêm một cái phiếu mua nước của nhà tài trợ Kiboy. Và đặc biệt hơn, chúng ta có thể nhận qua phần quà đặc biệt của nhà tài trợ BH Zilog với một cái chuông cửa thông minh trị giá là 3.800.000 đồng. Và ngay từ bây giờ, dòng lời đầu tiên, dòng lời mở hàng, xin mời các nhà mình nhớ đầu tư và mở người một vé để chúng ta sẽ có một cơ may nhá. Và bây giờ, dòng lời đầu tiên, mời tất cả quý vị có vé trên tay bắt đầu chuẩn bị mở cửa nhá. Còn vé không? Bán cho em ra những lần sân khấu nè.
đây. Bùi gì gì ra cái bùi gì ra cái bùi gì ra cái bùi gì ra cái bùi gì ra. Bùi gì ra cái bùi gì ra cái bùi gì ra. Trên sông tả giang có một mình nàng lập bản chú là nàng luôn đã kiếm đứa con 19. Con 19 số đầu tiên con 19. Con 19 số gì đây cô cô gì đây cô gì đây đó luôn gặp nhau. Cùng nhau bước lên sân khấu và tiếp tục ủng hộ cho dòng lệ mới, giá tiền vẫn là 10.000 đồng. Và bây giờ tất cả những tỷ muội anh chị em chúng tôi được chào mừng tất cả các bác anh chị mình dòng lệ mới. Xin mời các nhà mình nhớ đầu tư về vé để làm giùm em nha. Rồi ai đọc giải trước chúng ta lên trước rồi bước lên sân khấu luôn bạn. Và tờ vé màu vàng vòng loại đầu tiên ký hiệu là 2001 nha. 58 có 1, 46 có 2, 39 có 34 có 3, 19 có đủ. Chủ nhân thứ nhất hợp lệ và chủ nhân thứ hai. Và cái tờ lập vé là 245, 58, có 1, 19, có 2, 46, có 3, 34, có đủ. Và ngay từ bây giờ các nhà mình nhớ ủng hộ vé liền tay nha. 58, có 1, 46, có 2, 34, có 3, 19, có đủ. Và bây giờ chúng ta có 3 chủ nhân kinh trùng. Chúng ta trước mắt nhận một con gấu nhỏ và một con lướt của nhà tài trợ miền tướng thì thôi. Và chúng ta sẽ được bốc số ai lớn nhất sẽ được nhận phần quà lớn nhất nha. Rồi, số mấy đây bạn? 11, 59 lớn nhất rồi nè, ở giữa. Rồi chia mừng chia vui cùng với anh 59 nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhẹ tay xá bỏ chúng ta ủng hộ dòng lệ mới nha. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ các nhà mình đã có mặt, ngay từ bây giờ các nhà mình nhớ ủng hộ nha. Và chúng ta gặp gỡ cho nó cùng với cây cười sân khấu Dương Thanh Vàng cũng như là thắng chặt chém lô tô lộn lộn. Và ở những vòng loại sau sẽ đem đến tất cả các bác anh chị mình với những nụ cười và cũng như những chương trình thay từ lời mới hàng đêm. Và bây giờ tiếp tục vẫn là 10.000 đồng. Hôm nay chúng ta nhận qua một phần quà đặc biệt cao nhất khuyến mại với một tờ vé là 20.000 đồng. Chúng ta sẽ nhận qua đó một tặng phẩm đặc biệt là một chiếc TV Asenjo 40 inch màn hình LED đang được trưng bày ở trên sân khấu. Xin mời các nhà mình nhớ đầu tư mạnh mẽ để chúng ta có những phần quà cầm trên tay. Yeah.
mười trăm xiết thành mà hạng đôi. Hai một mười cho hai vé luôn, hai vé nữa, hai mươi một, hai mươi một, hai mươi một, gạch gạch vô. Đây nhìn ai vậy, cho thiếu chồng tao lấy luôn. Hai mươi một, hai mươi một, gạch gạch vô. Hai mươi một, hai mươi một, số đầu tiên gạch gạch vô. Hai mươi một, hai mươi một, hai mươi một, bên gì đây, bên gì ra, bên gì dây núi hàng sâu gốc anh chỉ đợt. Bốn mươi một, bốn mươi một, bốn mươi một, bốn mươi một, mang gì đây, có bốn mươi một, bốn mươi một, bốn mươi một, mang gì ra, có năm gì đây, năm gì đây. Nàng là chiếc nữ tóc cua kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ nhất vẫn vương vì ai. Chân son gót nhỏ tìm hương lắm cho đời, trời xanh đã an bài. Năm mươi hai, năm mươi hai, năm mươi hai, năm mươi hai, năm mươi hai số gì đi con ba, gì đi ba, gì đi con ba, gì đi một bài thơ. Rồi nhanh đi con trai của mẹ cục vàng. Và tờ lá vé màu hồng kia là 100.
số 9. Dạ có 2. 48. Có 3. 57. Dạ có 4. Chủ nhân thứ 2, 103, 29. Dạ có 1. Số 9. Có 2. 48. Có 3. 57. Dạ có 4. Chủ nhân thứ 3, 101, sau lưng 29, 48, 57, số 9. Hợp lệ. Và bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu đến với chương trình bốc số nha. Rồi mời hai bạn xích lại gần đó để cho chú Bụi đưa banh. Rồi cái phiếu nước này là mình nhận nước ngay chân trụ cái đá bào 10k đó. Rồi nha, một cái phiếu nước miễn phí mình lại đó mình chọn cái thức nước mình yêu thích của nhà tài trợ Thi Bôi. Rồi số mấy đây? 26, 25 về nhà. Rồi chi mừng chi buồn với hai anh trai lớn nha. Em, điều này là một điều hạnh diện không nhỏ. Và thay mặt cho tất cả các em trong đoàn gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị, và vòng lễ tiếp theo trên mỗi nhân viên chỉ còn bàn lấy vé, quý vị ủng hộ nhiệt tình quý vị nha. Hạ quả còn mấy vé thương ơi? Hết vé, sao đi về bà nội? Hả? Không có nghe đâu, đừng có chữ mệt quá. Kính thưa quý vị, và không chỉ có em quý vị mà chúng ta cùng chào đón một công chúa của đất nước Ai Cập quý vị, Cleolus Dương Thanh Vàng quý vị. Mà mày chơi mày quẩy cái chổi lên cho bà phù thủy bà nội. Mà nó quất nguyên cái yếm của thằng nào mà chưa kịp đeo vô nó làm trang trí cho cái chổi đó luôn. Kính thưa quý vị, và còn vài lễ giá cuối cùng quý vị ủng hộ liền tay quý vị ơi. Và ngay bây giờ ai cũng biết chúng ta không mất dự sáng bắt đầu do số quý vị nha. Now
hàm răng tai hồ. Em cười còn 20 quyền 20 còn 20 còn 20 còn 20 số gì đi còn 20 nữa hai nhiều cầu sắt số gì đi số gì đi số gì đi quá quên dấu xong em theo anh về về quê xưa đồng sân ngã đôi môi đồng trai ơi hò ơi nghĩ dấu xong ơi hò ơi nhớ trong người ơi ơi hò ơi nhớ trong tình mình 29 còn 29 là tầm vé và trong khi chờ đợi chúng em xin phép càng được trang phía dưới phục vụ trong đợi tiếp theo với giá trị quân đội mà đã bé 10.000 đồng đứa hết một năm nay không chịu cưng có giờ này người ta ra người ta hát cái này à cưng hãy xuống cái gì ai mà biết 29 chiều kêu qua 29 có 1 36 có 2 60 đủ số 6 đủ luôn trời ai biểu mày làm mặt thấy ghê quá rồi ôi 6 tuần 3 tiếng rưỡi đồng hồ ra chứ 29 291 36 60 số 6 y chang đúng rồi 307 310 hợp lệ con hai đúng không ạ rồi xin chúc mừng chương trình tiếp theo vẫn là số 6 29 306 60 309 hợp lệ quý vị và các bạn thân may mắn. Kính thưa quý vị, trong lá vé em ghi rất là rõ tinh trùng tặng phẩm chia đều, nhưng một con gấu không thể nào chia làm ba được. Chưa em ơi, chưa trời chưa gấu bự chưa ai lãnh chân đi về cho em vậy đâu chị kia đâu rồi một người nữa đâu chị ơi chị ơi chị mới có kinh đây lên rồi hả trời hết hồn rồi kính thưa quý vị một con gấu bự không thể nào chia làm ba được cho nên là theo tiêu chí của lộ thì ai đến mới đoàn quý vị khách nào đến mới đoàn em cũng mong gửi một phần quà về khi ra về thật là vui vẻ quý vị nha cho nên mọi người nhận con gấu nhỏ sau đó sẽ quay lập cầu xem ai có số bự nhất lấy gấu bự quý vị nha 48 bự nhất chúc mừng anh bỏ gấu nhỏ lấy gấu bự đi anh đọc con nào cũng được em biết đàn ông thích màu hồng dữ lắm đó thấy không y chang rồi chị nào đắm 50.000 20.000 đem vé lại vé chở vô không có mua đó em buồn em đi vòng tới nói quý vị tức là nhân viên vòng tới vòng lui rất là mệt nhưng mà thấy cái tình cảm có quý vị ủng hộ đó cho nên tụi em cảm thấy khỏe để chị nói tới em đừng có chú Bảy ở đây có Dạ Thảo thôi chứ không có chú Bảy đó quý vị đó, chị đừng có lựa chọn ha các chị thương rồi đã thương rồi ai cũng như nhau tất cả ở trên phía trong đoàn lô tô tâm thời đều là gia đình của nhau tất cả quý vị ha rồi bây giờ còn vài vé cuối tay thôi để chị nói cái này nữa nè kính thưa tất cả quý vị khán giả mình đã ủng hộ cho đoàn thì cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều nhiều khi khán giả mình yêu thích một số chị em thì khán giả mình muốn là mua vé của người đó nhưng mà thật sự thời gian rất là đông như thế này thì chúng ta đừng có nên làm như vậy nhiều khi em đứng kế bên hoặc là ví dụ như các bạn khác đứng kế bên mà mất thì ở xa lắm mất thời gian mà kế bên khán giả mình không có mua em bị hai lần rồi chị phải không đó nên khán giả mình thương thì phải thương cho đều ha ví dụ là yêu mến thì chúng ta yêu mến trong lòng nhưng mà ủng hộ nhé đây là mái nhà chung thì khán giả mình nhớ đừng làm như vậy ví dụ lỡ cho ví dụ Dạ Thảo bị hai lần cũng hơi bị quê hơn dạ quê chị rất là sượng đó cái đó là một cái tình thương nho nhỏ khán giả mình dành cho đoàn và bây giờ xin được mời tất cả quý vị có bé cho tay bắt đầu chuẩn bị cho số xin mời tất cả quý vị nhận số cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều nhé mấy gì đa cái mấy gì đa cái mấy gì đa cái mấy gì đa mấy gì đa thôi má đi về với con mình đi đa thôi má đừng buồn tiếc thương má đi về với con con có thể ở lại được không đi đến cha cho người nói buồn ngày tháng trôi qua vì ngày xưa mà bố con là riêng má ơi về đi má ơi thôi mẹ chính vì ta không có con số năm mới một con bạc
xuân thì đây bốn mươi bảy, xuân thì đây tiếng cười nỗi không nhiều thêm cơn trời gắng sống hoàng cung mà ba mẹ yên tâm nói tôi cho nên suốt đêm đi theo tình mơ tiếng cười nỗi không xong tiếng đường thầm bước theo bao chân nếu quên thì ra trong tâm riêng xưa hai đứa trong kia ứng từ con số từ mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây ngoài kia thương chẳng nhớ lắm lẽ tấm công kinh thăng cắt tóc lớn đường ngàn trống vương gặp mãi giang ngàn đêm ngàn cơn làm cho lòng đường đường lòng ta nấu nung hồng trăm con mười lăm con mười lăm con mười lăm con mười lăm con mấy gì đây muốn gì đây bên con số một là tập vé cờ hơn. Và bây giờ số một chúng ta bây giờ mình hoan bơm vé tàu vé nha. Để qua đây em. Và chúng ta còn đến một vài một đội nữa chúng ta xin nhận qua tặng phẩm đặc biệt là một chiếc TV Asenio 40 inch màn hình LED nha. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi chúng ta cùng nhau kiểm tra vé dòng loại mà khán giả mình mới vừa may mắn đồng giải, chúng ta nhớ ủng hộ vé một loại mới nha. Giá tiền vẫn là 10.000 đồng à. Rồi em xin được chúc mừng anh nha. Chủ nhân đầu tiên là vé màu xanh kia là 207. Số 1 có 1. 14 có 2. 43 đủ. Lộn, 3 con. 55 đủ. Chủ nhân thứ nhất và chủ nhân thứ hai. Số 1 có 1. 55 có 2. 43 43 có 3. 14 đủ. 206 là kỳ hợp lệ nha. Rồi còn một chủ nhân nữa. Rồi còn hai người từ từ nha, không sao. Và cảm ơn khán giả mình đã được đồng hành với đồng lô tô Sài Gòn Tân Thời nha. Đó, ủng hộ vé để chúng ta có những phần quà cầm trên tay. Rồi mỗi người một vé là một vé là một cơ may anh chị. Chủ nhân thứ ba 135 là ký hiệu sau lưng số 1. 14, 43 và 3 bạn. Sao không hoi vậy? Giờ tối đi má. Số 1, 14, 43, 55 đủ. Còn ngừng nữa. 205 là ký hiệu hợp lệ. 14, 43, 55 số 1 lô. Và bây giờ bốn chủ nhân đồng giải chúng ta nhận trước mắt là một con gấu nhỏ và một phần nước của nhà tài trợ trực tiếp tại Chiboy tại Rubik U. Và bây giờ chúng ta sẽ được nhận qua đó là một chiếc manh. Đó, ai mà số lớn nhất nhận qua phần quà lớn nhất nha. Số mấy? Ồ ngon, số 10. 11. Số 10 về, 20 về, 20 ở lại. Rồi anh là người đồng giải nhất đó. Và bây giờ chúng ta cùng đến với dòng lợi mới nha. Giá tiền vẫn là 10.000 đồng. Chúng ta trở lại với tiếng hát người đẹp Dương Thanh Giang. Bà nghĩ sao bà kêu tôi hát vậy? Tôi muốn tôi hát đâu phải dễ đâu, trời đất ơi. Bây giờ hát như hôm bữa gì đó. Là cũng như là em hát đó. Là sao? Là bây giờ là mình hát sổ số luôn á. Hát cái sổ số luôn à, đó. Trời ơi, bà nghe anh làm nó không muốn tôi hát là dễ đâu, đâu có dễ. Không, bây giờ đâu phải em hát đi, giọng hát rất là hay. Không, em hát đi. Ôi. Ở dưới không phải, thật sự là tại sao mà chị giới thiệu em. Vì lý do chị phục vụ vé bên dưới, khán giả mình yêu cầu Dương Thanh Giàng hát một bản nhạc. Quý vị có yêu cầu quý vị? Cái xe họ tin chị à. Thiệt, hình như là em sai sai gì với chị, em có thành kiến với chị á. Chị mắc cười, tự nhiên em có thành kiến gì với chị? Bây giờ tự nhiên bây giờ chị nói là khán giả yêu cầu em chứ không phải là khán giả đòi nợ em. Ví dụ chị nói cái đó là em phải hỏi lại. Còn cái này là chị nói những lời tốt, lời hay ý đẹp đối với em. Chứ đâu phải là chị nói cái gì mà xúc phạm đến em đâu mà em. Rồi, chị nói gì đúng hết trơn á, chị già chị nói gì đúng hết trơn á. Bậy rồi nha, bậy rồi nha. Không có, ý em là chị. Bây giờ em nghĩ đi, trong đồ này ai già nhất? Ờ đó, thì đó, ta nói đúng rồi đó, pha thằng lộn đó đúng rồi đó, thằng lộn già nhất. Trong nhà nó có biết. Còn chị là sống lâu năm. Chị chưa có già. Hình như là
tí á, già là già, còn sống lâu năm á là mình sống nhưng mà mình chưa có đủ cái độ già gọi là lâu năm. Là nó cũng gần gần cái ý không? Già mà già là già rồi mà sống lâu năm á tức là nó vuốt cái đá vậy đúng không? Là cái ý em nói là chị già trước tuổi á hả? Thì đó cái mặt kỳ đó là mặt em đó, tuổi trẻ lăng là cái mặt già như má em vậy đó. Ủa em nói gì sai nữa hả? Em sai rồi đó. Lỗi chị. Ủa mà nãy cái giải em hát bài gì vậy? Ba đáng ngưng trầm. Hát được không? Trời má ơi, có hai ngày vui ơi vui thì hát ba đáng ngưng trầm. Người ta yêu cầu thì yêu cầu cái bài gì? Thì bây giờ em dám hát được thì em hát, hát được thì em nghĩ. Vậy? Trời đất ơi, ba nén con trầm nó đưa cái hình con lộ lên hai vậy. Rồi thôi, để dọc đời sau chúng ta sẽ được phục vụ khán giả mình. Vé cho Mai Thiên Tai kìa Di ơi, chúng ta dò số à. Kìa, vé cho Mai Thiên Tai kìa, bên tay phải. Mấy bà ông già chú trẻ đem vé cho Mai Thiên Tai kìa. Kìa ông già chú trẻ ở dưới kìa mà lộ đâu. Ủng hộ bé kịp lúc. Và ai có bé rồi mới là chuẩn bị giờ cứu nha. Hồi nãy Nhã Phi Quân có chị cho anh Như viết cánh tay phải vô tay mẹ một cái ạ. Vẫn chưa chủ nhân nào luôn dạ. Nãy Nhã Phi nó quên khối tiền cho anh rồi luôn. Rồi luôn tiền giả rồi đó con. Rồi cho khối tiền giả rồi đó. Không ai dám nhận luôn kìa. Nè đại hộp cung tấm qua đây nè. Đại hộp cung tấm. Con mời chính con.
ra. Mấy gì đây ai cho tôi tình yêu để làm những nụ cười. Tôi xin dâng vòng tay rồi mời người nói cười, xin đừng e ấp làm điều nghẹn ngào. Còn số sao? Còn số sao? Còn số sao? Còn số sao? Tôi gì đây? Tôi gì đây? Ba gì đây? Ba gì đây? À? Chị chúc mừng em. Dạ, ai có người đẹp tên Nguyễn Trung trong nhà mà chưa thối luôn quý vị ơi. Giơ nhẹ em cánh tay lên đi. Tôi mất 90 ngàn đó. Ký hiệu 302 đúng dòng loại. Ok. 15. Chị má tại kênh 32 bà nội. Chị có thích đọc 15. Rồi rồi rồi, có thọ. 32. Có 2. 46. Có 3. 58. Có đủ. Hợp lệ thưa quý vị và quý vị thân mến và ngay bây giờ chúng tôi sẽ phụ trụ dòng loại đặc biệt với đặc phẩm là một chiếc TV Asetio 40 trên sân khấu quý vị nhé. Và với vòng loại này ai chưa có TV thì chuẩn bị tinh thần đổi TV mới quý vị ơi. Và dòng loại này em xin mỗi vé 20.000 đồng quý vị nha. Tuy nhiên chúng em sẽ tặng cho quý vị kèm một vé vòng khuyến mãi, có nghĩa là mua một mà được hai đó quý vị. Và vòng vé màu vàng thì quý vị để cuối chương trình chúng ta sẽ dâng đôi đặc phẩm là hai con gấu bông bự quý vị nhé. Và riêng vòng loại này vé màu hồng với là vé 20.000 đồng. Rất cảm ơn quý vị đã thưởng thức và theo dõi ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chờ tiếp đi em. Còn nhiều người lắm. Hả con hả? Tên hàng mấy vậy? 32. 32 gì chưa qua? Có 1. 46. 2. 58. Có 3. 15. Hợp lệ. Trong lời 301 hợp lệ thì quý vị xin chúc mừng anh. Vẫn là 15, 32, 46, 58. Hợp lệ. 153 hợp lệ chúc mừng anh. Rồi. Y chang khỏi giò. Trong lời 300 hợp lệ. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay banh xem ai có số lớn hơn người đó xin nhận con gấu bự cho bạn gái của mình nha. Và dòng loại này là dòng loại đặc biệt nha. Chúng ta được mua một vé, tặng một vé. Và vé tặng chúng ta sẽ được giữ lại. Chúng ta nhận qua tặng phẩm cuối cùng là hai con gấu to. Và đặc biệt dòng loại này chúng ta 20.000 đồng chúng ta sẽ được nhận qua tặng phẩm. Đó là một chiếc TV Asenjo 40 inch màn hình LED. Chỉ có một dòng loại này thôi. Nên tất cả các bác anh chị mình nhớ ủng hộ. Chúng ta có vé màu hồng chúng ta dò liền nha. Vé màu vàng chúng ta tặng giữ lại. Vé màu hồng chúng ta dò trực tiếp ngay từ bây giờ để nhận qua tặng phẩm cao nhất là một chiếc TV Asenjo 40 inch nha. Em mua mấy bé? Chị lộn ha, tí xíu nữa. Và bây giờ em xin mời tất cả quý vị ai chưa có vé trên tay ủng hộ vé và có vé trên tay rồi bắt đầu chuẩn bị dò xuống trong loại đặc biệt. Cái hai gì đã tiếng đàn kêu buồn thấy lòng dạt dào lắm.
tới đâu à, lắng nghe ôi sao buồn quá. Con số mà
thì Adidas 33. Con 33 vừa kêu qua vì tặng phẩm rất là giá trị, cho nên quý vị khoan hãy sẽ ngồi bỏ lá béo quý vị nha. Chúng ta sẽ kiểm tra lại, nếu không phải vị khách may mắn vừa rồi có kinh thì chúng ta sẽ bắt đầu dò tiếp và tìm chủ nhân mới quý vị nha. Xin một chủ nhân và một vị khách may mắn bất kỳ và một vị khách bất kỳ lên hỗ trợ cho em kiểm tra lại băng thưa quý vị. Xin giờ có ai ngoài xung phong không ạ? À? Em sẽ tặng người đó một vé lên. Tôi sẽ sống tuần chờ số cuối cùng học cho tôi. Không, không, có tặng vé không, khỏi đi. Đó, nhỏ này phải để cho nó mua. Rồi rồi rồi. Đây, mời anh đó. Anh. Ở đây nè. Chị lên sân khấu cho chị. Còn ai đúng không ạ? Và đây hai ba chủ nhân. Rồi cái, bây giờ anh ta sẽ hỗ trợ đoàn, anh cầm cái mic và thay cho quả kiểm tra lại tất cả con số xem những chủ nhân trên sân khấu có thật sự là chủ nhân may mắn không quý vị nhé. Kính thưa quý vị, và trong khi chờ đợi chúng tôi sẽ tràn xuống dưới phục vụ dập lời tiếp theo. Mời lá bé chúng chỉ có 10.000 đồng quý vị nhé. Ủng hộ nhiệt tình cho bổng đồng quý vị nhé. Hả? Kinh hàng là số 8 như kêu qua, 33 như kêu qua. Có nhất kinh chữ. Trời, chuyên nghiệp dữ dạng nội. 27. Có gì thiên đường. Số 6. Có tâm tâm yếu. 6 chục. Tứ đổ từ. Và dòng loại 200 hợp lệ cho quý vị trên bảng. Chúc mừng em gái. Rất là hên nha. Vẫn là 33, 27, số 6 và 60 thưa quý vị. Dòng loại 145. Mày kêu tên lên ông chơi tay giờ. Tao đọc tao ngừng lại, ông không nói tao đi qua luôn chứ sao giờ. Rồi tiếp theo. Dạ nói hết lấy gì nói. 33. Con đọc rồi đó nha. Có nhất kim chỉ. 27. Nhìn thiên đường. 60. Tam tâm mỹ. Số 6. Nhờ giả chút mà chửi quá hả. 127. Rồi hợp lệ quý vị. 33. Có 1. 27. Có 2. Số 6. Có 3. Xong nhất chương chỉ nữa đi. 60. Rồi số cuối cùng số mấy? Nó đọc không lo kè, đâu lo cãi lộn. Ông nội này thiệt cái trướng dễ sợ luôn. Ông này chồng tôi quánh chết nãy giờ đó. Dạ 144 thưa quý vị, chúc mừng. Rồi 33. Có nhất kim chỉ. Hồi nãy sao nó có 1 giờ nhất chương chỉ. Thế không quý vị thấy là khó em không? 27. Có 2. Chỉ có 2 mà lẻ em nói gì? Có 2. Số 6. Có 3. 60. Tới đấu từ. So le quá nghe. 128 hợp lệ thưa quý vị. Rồi 5 chủ nhân may mắn xin cảm ơn anh. Rồi tặng cho anh một vé đi nè. Anh lấy giấy tặng hay tiền hay nhận PD? Nói nghe nè, giờ không mình muốn nói nhóm đúng không? Ờ. Đúng rồi. Cái gì? Lấy vé đó cha, đi về lấy vé đó. Rồi, ai tặng cho anh một vé giùm nè, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Rồi, anh rất cảm ơn chị. Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ có 5 chủ nhân may mắn. Con nào vậy? Con vàng phải không? Trả cái tóc cho chị liền. Trả cái tóc giả cho chị liền. Trả liền cái lạch tóc. Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi kính thưa quý vị, và bây giờ chúng em xin bắt đầu trao giải cho năm chủ nhân may mắn trên sân khấu quý vị nha. Và cách thức như thế này, chúng ta sẽ có một giải thưởng đặc biệt. Rồi xin mời Trưng. Cái này là em mua còn nguyên siêu nguyên kiện quý vị, chưa có bung ra luôn. Cho nên là tại vì sợ mình vận chuyển nó để bị gì ba đạp trên còn nguyên như thế này luôn. Và chỉ có một phần duy nhất mà thôi. Và chúng ta sẽ có 3 cách để mình chọn giải như thế này. Thứ nhất, chúng ta sẽ bán lại cho đoàn với giá trị bằng giá trị mua và chia ra làm 5 phần. Thứ hai, cũng chia làm 5 phần nhưng mà người nào muốn lấy hiện vật, có nghĩa là lấy tư vi, thì trả 4 phần còn lại cho 4 vị khách may mắn kia. Cái cuối cùng, nếu chúng ta không đạt được hai thỏa thuận trên, chúng ta sẽ tiến tới lòng cầu bóc banh, ai có số banh lớn hơn lấy tivi trọn, mấy người kia ra về tay trắng quý vị. Có gì trời. Rồi xin mời anh chị muốn nhớ ký giấy giùm em. Dạ cảm ơn. Đó ký giấy bán thận. Bà nội cha mấy con này mày giúp nó giữ vô nó hơi lộ cái đầu mày giờ yêu nghiệt. Bữa nay cái mặt mày vẽ kiểu tử tháp lên như vậy. Bà lột cái đầu tôi cứ để cái đầu bà yêu chắc. Mày nhăn mày lột được cái đầu tao à. Trời ơi chắc xin lỗi mày. Ê cũng đội sớ như nhau, đội tóc giả như nhau. Mà mình lột tôi không lột bà hả. Trời một mình tôi làm nợ nguyên một vàng mười mấy cái BD này làm đội bà sao. Thế thưa quý vị, thế thưa quý vị, hãy cứ để các bạn ấy làm điều đó đi quý vị. Bởi vì đêm nay là điểm diễn cuối cùng của các bạn. Ủa mắc rồi vậy, 18 con và 17 con nghĩ một mình bà hát được chắc. Nó nghe này vàng, cái đó là lời nói của em thôi ha. Chút xíu mình sẽ hỏi từng chị một nha em nha. Chị khỏi đâu, ngày mai nhập đoàn mới nè. Làm đoàn cái gì nha em ơi.
Sài Gòn tạm thời. Tạm thời. Dễ sợ, dễ sợ. Cái gì? Biết sao không? Đội tóc giả nhiều. Nó nghe nè. Mình bán hết vé chưa? Mình bán hết vé đi rồi hãy giao lưu nha. Mình chưa bán hết vé được giao lưu nữa nha. Bữa nay tao mang vé thấp tao chạy được đó. Vé xưa tao hốt là cái vé mình mặc đó nha. Nha. Mày giấu vé dưới đó một hồi mày ngóc cái đầu lên mà không còn cái vé nào là bị cạo đầu thiệt nha con. Ừ đó theo người ta quá xa nha. Giang, để chị nói nha, tao mất Giang, trời ơi, cho nhiều chuyện lo chặt chém tao nha. Tối nay trời, bà đủ cha đó, tao không bán ông đầu cái yêu kiệt này thiệt chứ. Tao đóng lòng, tao phóng xanh mày nghe con yêu quyệt. Tao hỏi vợ nào? Thì do màu vàng, nhưng mà nó khác dòng lỗi. Bà nghĩ đi bác, người nào cũng hỏi chứ rồi sao? Thì cũng phải trả lời thôi. Bà trả lời thì chừng nào bán mới hết. Thì mà ăn tiền bán hết rồi vợ bên đây, ở lộn chồng bà thì thấy ra cục đi nè. Ai vậy? Chồng bà mai tao ly dị nó cưới là khác. Người ta có dòng lợi, đặc biệt là dòng lợi nào? Nhét về đưa nhét trước đi ra nói chuyện. Trời thật ơi, mày ăn cái ly con nó mở không mày cũng ăn được nè. Trời thật ơi. Kính thưa quý vị, dòng loại số mấy vậy? Kính thưa quý vị và chúng ta, dòng loại màu vàng này quý vị ở lật ấy, sau lưng tờ vé đó quý vị sẽ có số vòng loại lần lượt như sau. Quý vị giờ là giùm em, nếu không có quý vị đổi ngay cho nhân viên để không thiệt thòi về sau quý vị nhé. Dòng loại số 600, dòng loại số 160, dòng loại một số 158, dòng loại 400 và dòng loại 170. Thưa quý vị, bé nào bán cho chị vậy chị? Chị? Con dầu quả thì bước lên đây nói chuyện mày. Tại làm sao mà mày bán vé không có một cái dòng lội nào hết vui vô việc. Mày bán vé giả à? Mày bán vé giả à? Mày lộng à? Chị ơi, em đâu có đẻ mấy cái vé này. Chị đẻ đó. Trời Phật ơi. Đó. Quý vị ơi, ai mà không có số sao quý vị đổi lại liền quý vị nha. Nha, đổi lại liền giùm em nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ai chưa có vé giơ tay lần nữa ạ? Kính thưa quý vị, nếu mà mình mua vé vòng này thì mình dò vòng này quý vị. Còn vé màu vàng hồi nãy không có số vòng loại đó quý vị. Để cuối chương trình chúng ta dò, tặng phẩm cũng sẽ được nhân đôi. Có nghĩa là hai con gấu bông bự lần nhau quý vị nha. Đừng có bỏ quý vị nha, đừng dò trước nó lẫn lộn nha quý vị nha. Dạ rồi, mấy anh chị dò lại cái vòng loại bên đây ạ. Vòng loại số 600, 160, dòng loại 1400, dòng loại số 400, dòng loại 158, 158 và 170, 170 à, 155 dòng loại này ạ. Rồi, quý vị khán giả đã có vé trên tay hết chưa ạ? Và bắt đầu cho số vậy ơi. Bốn mươi ba, bốn mươi ba, bốn mươi ba, xéo là con mây.
you and you ok, bye. 52 52 mọi người ơi. Mày nói gì vậy? Đừng có giỡn đó. Dạ anh lỡ lên giơ tay gì đó mà lỡ mà kêu hút một con nữa thì khán giả mình may mắn đọt giải sao thì chúng ta kinh trùng bắt buộc phải chia đều. Đây là dòng loại lớn nha. Chúc mừng anh dòng loại sao nhé. Bây giờ chúng ta dò số tiếp tục. Rồi đúng rồi, né nhà này ra, rồi. Rồi bây giờ chị sẽ hỗ trợ dò giùm em nha, thay Phương Dương Thanh Vàng dò giùm em nha. Rồi chị cầm lên trước đi, cầm lên trước đi. Chị nha, 40. Có 1. 31. Có 2. 57. Có 3. 15. Có 4. Tôi nói y như rằng, quý vị thấy không, lần đầu không được, lần hai được liền hả? Chơi bên đây dễ lắm, chơi vui nữa, chút xíu chị chơi. Có bậy chị à, bậy gì? Chơi không quen mà chốt được, tôi nói chơi dài vui chừng gãy à. 31 chưa kêu qua. Có 1. 40. 57, 15. Lúc này là bà nhiễu nhừ luôn rồi đó. 158 quý vị, và chúc mừng chị nha. Rồi, mới chơi được rồi chưa có tự tin lắm. 15. Có 1. 31. 40. 57. Rồi cái này là chuyên nghiệp rồi nè. 170 hợp lệ, chúc mừng chị nha. Rồi y chang luôn.
dòng loại 600 và chúc mừng cho năm chủ nhân. Vẫn là câu hỏi nãy, chúng ta sẽ có 3 phương án cho dòng loại đặc biệt. Dạ. Một là sẽ chia đều. Bà ơi. Hai, vẫn chia đều nhưng mà một người nhận tặng phẩm và sẽ thối tiền lại cho 4 vị khách kia. Ba, chúng ta không thống nhất được phương án trên, tiến tới lòng cầu. Dạ, chọn ngay con banh, ai có banh lớn hơn nhận quà tặng. Ai... tặng chị một vé em. Dạ, ai sai về tại không, quý vị thấy sao? Chia đều, trời ơi, tại sao là khách của tôi bữa nay quá thông minh với mấy xin nữa. Rồi, chia đều ăn kìa, nhìn mặt mày bà nói mày ăn kìa. Mày làm sao mà người ta vẫn chưa mày mặt ăn. Nó vẽ nguyên cái kim tự tháp chứ cái chân mày đó chị chưa chịu hả? Ê, tôi móc nguyên tự tháp tôi chơi khô má bà liền tên đâu đây bữa nay. Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao mà kêu tôi còn ăn? Có anh nào mà mang giới lưới kim tiếc vậy không? Anh nào mà mang giới lưới kim tiếc mang nó dày một tấc thai cho tôi. Có cái thằng nào ông nào mà chơi cái tóc khùng điên như vậy không? À, ngày bữa trước tôi có đội, xin lỗi cái gì? Có ai mà mặc cái bộ đồ chối vỏ như vậy không? Rồi có thằng đàn ông nào mà mặc cái bộ đồ hổ như vậy không? Dương thanh vàng thôi quý vị. Rồi tiếp đi các bạn. Thôi, chị sao chị? Rồi ok ăn. Rồi xin mời bốn chị, năm chị xuống đây chúng ta làm tự thuật chia liều quý vị nhé. Thôi em nói nghe là chơi cái vòng này từ đây tới khuya mai cũng vậy. Ai đó khuyên ra, khuyên ra, khuyên ra. Đó. Đây thưa quý vị. Trời nặng quá, 3-4 tỷ. Nặng quá giờ chuyện sao đây? Nếm tay một là mẹ, tao xạo không? Dạ cái này là tặng phẩm có thiệt quý vị dạ. Hồi này là mới mùa chiều luôn dạ. Mua từ Kitty ship qua tới cho em quý vị. Đóng hộp sao để quý vị nhớ. Kitty là cái gì? Kitty là cái gì? Tiki. Bữa hổm đi hát show ta bị ta chửi vô này nè. Đội tóc giả tí rồi mất não hả? Não đè chết hết trơn, không nhớ Tiki chị là đội, gì. Đội tóc giả sau khi cưng diễn luôn đó. Có nghĩa là cưng đội trước chị nữa đó. Hiểu không? Đó, chúng ta cùng đội tóc giả đừng mỉa mai nhau nha. Rồi kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ để dành tặng phẩm này cho đêm tối mai, cũng là đêm chia tay show Tết, tour Tết của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời đã kéo dài từ ngày 20 Tết rồi đó quý vị. Quý vị hãy đến ủng hộ liên tục cho đoàn Loto Sài Gòn Tân. À xin lỗi quý vị, dạ. TV này có thiệt quý vị nha. Thôi, trời ơi, trời quên hơi đền, hết bà nội luôn. Rồi kính thưa quý vị, dạ. À, đêm ngày mai nữa chúng em sẽ khép lại show tour Tết, có nghĩa là kéo dài. Ủa chị, người giọng là Lâm Quốc Khải là thằng nào đây? Ừ, cái thằng đó đó hả chứ? Là bạn trai của chị đó cưng. Ồ, vậy hả? Bữa hợp, nói sao kể cái vụ mà lễ tình nhân của chị cho khán giả nghe đi. Lễ tình nhân của chị sao? Tặng quà chồng chị, tặng quà cho chị đó. Trời đất ơi, em kể cho chị nghe, lễ tình nhân hay lắm. Đây nè, cái đây là cái phòng của bà Lộ Lộ. Đây người yêu của em, chồng em đâu có gì. Trời ơi, nó đi coi luôn tôi, nó có tâm cho nó in hình, nó đem lên luôn ông nội ơi. Ê cái này mày á, bà Lộ Lộ chứ mà bà Lộ Lộ đó. Trời ơi, khi má ta đó. Cái mặt già quá nè. Mới mốt mình cóp hình trên mạng, mình coi lại cái nguồn nha bà nội. Rồi, trời ơi trời. Quà tặng của con đó má. Trời. Cậu nghiệp anh Trường Giang mày xúc ảnh nãy giờ kìa. Rồi, kính thưa quý vị, và phần lợi tiếp theo mà là mấy chú có 10.000 đồng quý vị ủng hộ liên tay cho tất cả quý vị, chị em, quý vị nghe không? Quý vị ơi, trời ơi, lẹo lử rồi. Dạ, quý vị là em hát hết nổi luôn rồi. Và tất cả các chị em cũng bơ phờ hết rồi. Ngày mai là 13 là show cuối cùng. Và ngày 14 tụi em chính thức được nghỉ Tết. Cho nên rất mong bà con mình sẽ ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, tưởng là được nghỉ nhưng mà chưa quý vị nha. Vào ngày 22 Tây, nếu quý vị nào có nhã ý, quý vị đang xem chương trình Loto Show trên truyền hình Vĩnh Long vào thứ hai 21 giờ đó quý vị, có sự tham gia của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời, thì ngày 22 tới đây tại phim trường truyền thông Khang số 5 Phạm Hữu Lão, tụi em sẽ quay tập tiếp theo và rất mong quý vị sẽ đến ủng hộ cho đoàn quý vị nhé. Và hy vọng là đoàn sẽ lọt vào vòng thăm nữa quý vị nha. Hãy đến ủng hộ cho đoàn thật nhiệt tình và hoàn toàn miễn phí vé. Và tới đó tụi em cũng sẽ phát vé Loto cho tất cả quý vị xem và chơi, nhưng mà miễn phí, nhưng mà tặng quà thiệt quý vị nha. Và được lên hình nữa, cho nên bà con cô bác mình hãy đến ủng hộ cho đoàn và cổ vũ cho đoàn thật nhiệt tình trong những phần thi quý vị nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ngày 22 tháng 1, tháng 2 vào khung giờ thì em sẽ báo trên fanpage cho quý vị đến và không chờ đợi lâu. Riêng về phần mà quay hình đó thì chúng ta sẽ ăn mặc thật là dễ thương để mình lên hình được đẹp quý vị nha. Và rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình tại phim trường truyền thông Khang số 5 Phạm Hữu Lão, quận Gò Vấp quý vị nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Rồi. Rồi, sao làm sao? Dò chưa? Chưa có dò nữa hả? Rồi từ từ dò ha. Rồi quý vị khán giả ơi, ai đâu có đánh trên tay rồi, nói giờ ta bắt đầu dò xuống cái gì nha. Kính quý vị, và để mà được có những đêm diễn thành công và chất lượng như thế này, đầu tiên xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu. Thì cuối cùng có rất là nhiều sự lựa chọn, nhưng còn chờ
lời cảm ơn thứ hai đến tới tất cả các anh chị em phóng viên báo chí, các cơ quan báo đài đã đồng hành và cổ vũ tinh thần cho Đoàn rất là nhiệt tình trong suốt thời gian vừa qua, trong Tết, sau Tết và những dự án sắp tới nữa. Điều này là làm lộ cho tất cả các chị em rất là biết ơn và rất là cảm động vì những tình cảm của quý vị. Mỗi khi có một bài báo ra, tụi em rất là xúc động. Và xin cảm ơn một lần nữa đến nhà tài trợ BHCLOC, Yêu Sao, Bên Đông Trường Thảo, Mỹ Phẩm Hương Thị, Thẩm Mỹ Đại Hàng đã đồng hành và cổ vũ cùng Đoàn trong suốt thời gian qua, đặc biệt là sau Tết, thưa quý vị. Và cảm ơn đến hai đơn vị là sân khấu Lumix và sân khấu Chem, thành phố Cần Thơ. Tụi em không có đi diễn sân khấu nào khác ngoài hai sân khấu này hết cả, quý vị. Và chúng em phải được giấy phép của sở thì mình mới làm được những cái show như thế này. Nên rất mong quý vị sẽ cổ vũ nhiệt tình trong suốt thời gian sắp tới của Đoàn nữa, quý vị nhé. Xin lòng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ anh có tiền tài hướng mắt về sáng bắt đầu giờ sớm.
nữa nha. Ai đoạt giải chúng ta khẩn trương với lên sân khấu và giữ lại vé dòng loại này và tiếp tục ủng hộ cho dòng loại mới. Giá tiền vẫn là 10.000 đồng à. Và chủ nhân đầu tiên là vé màu hồng kia là 268-52, chúng ta vừa điểm ra. Có 44, có 2, 34, có 3, 29, có đủ. Chủ nhân thứ nhất và chủ nhân thứ hai. Và kia là 129 nha. 52, có 1, 18, có 2, 29, có 3, 39, có đủ. Chủ nhân thứ ba, kia là 126, 52, có 1, 39, có 2, 29, có 3, 18, có đủ. Hợp lệ, chủ nhân thứ tiếp tục 310 hợp lệ. 29, có 1, 34, 44, 52, có đủ. Chủ nhân tiếp tục 39, có 1, 29, 52, 18, có đủ. Và bây giờ còn một chủ nhân nữa. 39, 29, 18 và 52, có đủ. Và bây giờ chúng ta nhận trước mắt là một con gấu nhỏ nha. Và chúng ta được bắt đầu quay số, ai lớn nhất nhận một con gấu lớn nhất. Và lớn nhì chúng ta vẫn chữ tặng phẩm đang cầm trên tay. Và tiếp tục ủng hộ cho đoàn dòng loại này nha. Giá tiền vẫn có 10.000 đồng coi, xin lời chú cùi. Đó. Rồi, ai mà công bố số kết quả mà số nhỏ hơn số người. Rồi, số 8 nè, thì chúng ta chia tay nha. 46 bé gái lớn nhất nè. 37, 25. Rồi, bé gái là người lớn nhất nha. Con ơi, con bỏ con gấu nhỏ xuống, con chọn con gấu to dùm cho cô nha. Rồi ngay từ bây giờ tất cả những thành viên đã được tiếp tục chào mừng tất cả quý vị khán giả mình nhớ ủng hộ bé nha. Yeah.
gì ra, năm gì ra, năm gì ra, năm gì ra, con năm gì ra. Ba nhà thờ chứ lúc là bạn với tứ kỳ. Tình nghĩa cô thì nay tứ kỳ đã tan, không còn ai thưởng thức giọng hát với cung đàn. Ông ấy rồi dàn nén cây đàn mẹ gãy. Năm mươi bảy, năm mươi bảy, năm mươi bảy, năm mươi bảy. Có ai chờ chưa? Ai chờ hàng số? Mày gì ra, mày gì ra, mày gì ra quá. Ra hành hạ. Kính thưa quý vị, mà con số may mắn số 54 để đọc giải quý vị nha. Rồi, chúng ta cùng chào đón vòng loại mới với tất cả tiếng hát của các người đẹp Sài Gòn Tân Thơ quý vị nha. Cái đầu chị đẹp cũng thua vậy đâu em. 54 như kia qua chào bà nội cha nó binh cho cái đầu bây giờ tôi đi tôi liễn chứ không làm nào. 31 42 có ai 22 có ta. Mày nói nhẹ dòng họ mày tám tay hả? Sao mà chửi gì dữ vậy? Không có nói chuyện đàng hoàng với bà được câu thứ hai nha. Mày nói chuyện đầm thắm sao thấy bạch chiếu mày hả? Yêu nghiệt. Ủa số 6 bà đủ. Có ba hay là có đủ? Là có đủ đó. Tại nãy đọc ba con rồi. Vậy là ổn. Chắc phải trừ lương cho nó mau nhớ quý vị ơi. Là 146 thưa quý vị. Chúc mừng. Lát mạnh lên. Mạnh lên chị. À, không thấy đường luôn rồi giòn. Giờ số đi bà. Thì đọc số đi má thí liệu. Trời ơi, là sao chúng ta này phong kinh số mấy? 54 có 1, 42 có 2, 22 có 3, số 6 đủ, còn anh nữa hả? Giờ gì cho không bằng. Y chang. Rồi đó, chào tầm phẩm ở bên ngoài đi anh. Rồi, kinh trùng chia đều mời ạ. Ba anh chị em bốn người là có em gái chị kèo qua đây bóc số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúc mừng em, người đàn ông nhà tuyến nhất Việt Nam. Rồi, số mấy?
31 chị chưa qua. Có 1. 18. Có 2. 46. Có 3. 51. Có 4. Chúc mừng em đã có kinh 151. Rồi chúc mừng em đã có kinh 134. Rồi y chang luôn, phải không? Y chang luôn 155. Chúc mừng anh đã có kinh. Trời đừng trai dữ vậy. Trời ơi, ăn cái gì mà đánh cái kem nền trắng suốt dễ sợ. Rồi 18, 31. Không có đánh luôn hả? Da thiệt luôn đấy hả? Trời ơi, đẹp quá luôn. 111. Rồi, cảm ơn chị. Nhỏ là da không có đẹp chứ trơn gì. Rồi, trao quà may mắn. Rồi, để tặng cho mọi vị khách một cái sticker từ quầy nước Chibo đằng kia nữa nha. Rồi, sticker thôi. Hết hả? Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ xem ai là chủ nhân may mắn của dòng loại này quý vị nha. Rồi, đưa bánh giùm em. Trời Phật ơi, tại sao mà mày nói không ai mua của mày cái yêu nghiệp kia, con dằn phè dằn chặt kia. Cái thằng này giết mày quá được rồi. Mày quá được rồi. Đó thấy chưa, ai nói không mua đằng sau đó kìa, bà cứ đứng mới vừa ổ ghế luôn kìa, đằng kia kìa. Hả, con hôn hôn chạy lẹ lên. Trời, ở đây chưa có tiền, đứa nào chưa có tiền. Ai chị hả, xin lỗi mấy đứa nha, để tôi xin lỗi. Rồi con, dế ra đây nè bà con ơi. Nó nghe nè, nó nè. Tâm ơi Tâm, không đẹp trai, không biết nữa. Đẹp bên này đẹp trai. À, lấy vé hả? Rồi, nè. Đợi chút, quay lên con ơi. Cái năm gì ra, cái năm gì ra, cái năm gì ra.
Một tấm rớt bộ tóc giả hai em ạ. Rồi chỉ số tiếng không sao đâu. Chưa có số, chưa có số mấy gì ra. Đối tóc giả, tuy mà mọi người không giả. Kể từ lúc thu sông lên nhà, tăng bước theo hào chinh. Cái này không ra hỏi luôn. Cái gì vậy? Bước theo hào chinh. Ủa không phải hả? Chị con này là phải có mặt chỉnh xương. Con mặt chỉnh xương đâu? Cái đó là bà ngoại mà chỉnh xương. May à, mày là tốt tên đi không? Ngô Cao. Diễm Sương ơi, cái này là người ta mượn tay giết giặc chứ gì. Chị học tôi. Chị, nhà nó tới ăn cũng chịu đâu có hết đâu. Nó dắt chưa bộ tóc giả đi nè. Hèn chi nãy giờ ta nghe cái mùi củ kiệu đâu đây. Diễm Sương ơi, sao em có tiền mà ăn nè. Nãy giờ em có làm gì mấy chị đâu. Mày đừng có giả bộ mày lệ thủy ở đây. Em hiền thục, em không giỡn một tí xíu nào. Mà nở lòng nào. Sao? Em bán sầu đi cho tình duyên em không ba. Mười bốn ôi thiệt các cái mùi của kia. Mười bốn quý vậy. Thôi cái kiểu nhạc ẹ xuống dưới lòng âm phủ lô cho mày lên được không? Ông đập cái đờn với mày bây giờ. Em kể quý vị nghe chuyện nó làm vậy. Không cho vô dưới đờn luôn mà tôi thề mà. Em kể quý vị nghe là ngày hôm qua đó. Sau khi mình đi hát từ sáng tới tối em không ăn. Khỏi kể. Bây giờ tóm lại. Năm cũ bước sang rồi. Dạ. Rồi bây giờ năm mới. Tiền của chị, em khi nào trả, em nói năm mới đó, khi nào trả. Ủa tiền gì chị? Tiền em mượn em mua đồ đó. Em mua áo dài đó. Ủa em đeo vàng, bây giờ tự nhiên có tiền 10 em ra sắm vàng cây, bây giờ em không trả cho chị là sao? Em mượn tiền, ở đây có người làm chứng. Ai làm chứng đâu ai? Có người làm chứng, đây. Mày là người, mày không là người, mày làm chứng mày. Mày xạo xạo mày. Mày biết trong chủ này mà mày làm chứng. Mày tin không? Trời đất ơi, nói là mày là ai? Mày là ai hả? Mày là con Diễm Sương hồi nãy đúng không? Mày sợ cái mày với tao. Mày được rồi, được rồi. Đây, nói nghe nè. Cái này không có vui, đừng có đánh chống lãng. Vô chủ đề chính đi em. Mà em thiếu chuyện nhiều. Em suy nghĩ đi. Bây giờ nó nghe, nó chấn động mùa hè xanh tháng năm rực rỡ bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. Sao chị mượn tiền má em mà chị không trả? Một số tiền rất là lớn nha. Một số tiền không hề nhẹ. Chị có gì về chuyển khoản hết chị? Không! Bây giờ gặp mặt là trả liền. Bao nhiêu? 5.000. Tiền giữ xe đó. Năm ngàn bà mở rồi. Nắm tay em thật chặt. Nắm đi, nắm đi. Nắm tay em thật chặt. Giữ tay em thật lâu. Nói với em một câu. Đổi đi, chạy 5.000.
chị 5 ngàn. Em không trả đó làm gì em? Rồi đó cho đó. Cảm ơn. Nhục không? Nhục chưa? 5 ngàn là từ 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 năm rồi. Một nghệ sĩ lớn đó, một nghệ sĩ hài lớn đó, thì từng thi chương trình lớn đó cũng được một cái giải cao cao rồi đó, mà giờ đó trả chị đây, ta đưa rồi đó. Có 5 ngàn bạc mà đồ chứ chó, rồi trả nè. Rồi xóa nợ nha. Mày em kể nãy vụ nãy chưa xong. Không, không khỏi kể nữa, giờ lạnh rồi. 37 quý vị, 37 ghi vô em. 37 tuổi gì đã phố gì đã phố. Số 34 là con số may mắn thưa quý vị nhé. Ba có vé số 34 chạy thật nhanh thật lẹ lên sân khấu nhận quà giùm em quý vị nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Muốn chị mình tham gia tham dự và tất cả chị mình đã có vé hết rồi thì nhỏ Vi mến mời toàn thể của chú chị mình được phát triển sáng của Vi do số. Yeah, I'm gonna make it.
20, con 20 Nguyên, 20 Nguyên. Con 20, con 20, con 20. Con xuống gì đi xuống gì ra, con xuống gì đi xuống gì ra. Con theo nhà người châu xuôi ngược ra lên đường vũ ba. Tại sao bạn là một cha đầy chiếc áo ngày xưa. Con phát tên cho chuyện chứ chung tình là ai ơi. Con thấu cho lòng mặt tay đến từng sợi lông ngọc trắng. Trong thủy ơi kiếm xa ta đành cam. Con số 8, 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 con số 8. Số gì ra hai gì đây? Hai gì ra cái hai gì ra cái hai gì ra cái hai gì ra. Em nhớ anh trời ơi em nhớ quá. Cùng đến với dòng loại áp chót cuối cùng, chúng ta nhận qua một phần quà đặc biệt của nhà tài trợ PH Zilog, một cái chuông cửa thông minh trị giá là 3.800.000 đồng. Và chỉ còn một dòng loại này thôi, cái nhà mình nhớ đầu tư mạnh mẽ giùm nha. 312 là ký hiệu sau lưng. À, con mới vừa kêu ra là 27. Có 133, có 244, có 3 số 5, có đủ. Chủ nhân thứ hai ký hiệu là 313 y chang 27 3344 chạy số 5, có đủ. Và dòng loại này có hai chủ nhân tiếp tục 27, có 133 44 chạy số 5, có đủ. Và ta thường nhận qua đó một cái áo thun của nhà tài trợ PH Zilog. Và bây giờ dòng loại áp chót anh chị ơi ủng hộ nha, chúng ta bấm số dấu lại. Và phần quà đặc biệt cao nhất là một con gấu bông to, và phần nhỏ nhất là một cái áo thun của nhà tài trợ PH Zilog. 54 con năm mấy? Trời, 53 con chút xíu rồi, 53 con được nhận cái áo nha. Và bây giờ chúng ta cùng đến với dòng loại áp chót cuối cùng. Ngày mai, đêm chủ nhật với chủ đề những cô gái quan họ sẽ được chào mừng tất cả các bác anh chị mình. Các nhà mình nhớ ủng hộ nha. Và chúng ta sẽ được nhận qua những tặng là vé đặc biệt với những món quà rất là xinh xắn và dễ thương. Và dòng loại này là tặng phẩm rất là giá trị. Chúng ta nhận qua một cái chuông cửa thông minh của nhà tài trợ PH Zilog. Và đặc biệt tặng kèm thêm một con gấu nữa nha. Xin mời các nhà mình nhớ ủng hộ lẹ tay lên để chúng ta có những phần quà cầm trên tay. Và chúng ta đọt giải, chúng ta nhận qua một cái chuông cửa thông minh trị giá là 3.800.000 đồng, và cộng kèm thêm một con gấu bông bự được chào mừng tất cả quý vị. Sau dòng loại này xong, chúng ta sẽ được do tặng là vé màu vàng, mà chúng ta được tặng vé dòng loại và phục vụ vé mua một tặng một đó. Vé màu vàng chúng ta sẽ nhận qua tặng phẩm gấp đôi là hai con gấu. Ơi lộ lộ ơi, chị đợi em ngoài cổng nha. Dạ chị ơi, mình đang có thai đó chị, mình vô mình dưỡng thai để mà ảnh hưởng tới sức khỏe thai. Mẹ thấy cái mặt tao than ghê không? Tao chạy tao xúc sổ đổ tháo cho tụi bay vừa lòng hết chưa? Ráng vé cuối đi chị, nhìn cái mặt chị bây giờ như con chó bị xe đụng vậy đó chị. Ráng đi chị, mình sau này mình có đứa con ra đời, nó tốt, nó sức khỏe nó. Im đi bà Nhan, im. Ai nhập con lụ lụ vậy bây? Mày nói sao? Chị nói đi sao? Ai nhập con lụ lụ vậy đi? Là gì người hay nói đi.
Thì ê, nó nghe nè, mày móc tông là ai dòng họ và hai bên dây giáp anh cũng biết cho thôi. Vậy giờ nói tông hát đây ai cũng biết cho ai hát giọng hay cỡ nào. Xin lỗi mày, mày mà hát hay hả là tao thành ca sĩ chuyên nghiệp lâu lắm rồi. Trời ơi, chị xin lỗi chị đi, em hát hay cỡ nào mà bây giờ chị đá dăm cái tông người ta đi. Cái đích chị thiệt luôn á, chị sợ chị. Vô nè. Con. Tao không đá mày dẫn con vô. Ok. Là do cái nó tức chị đãi nên nó giận con dư âm đó. Cao cao bên cửa sổ. Cao cao chết mẹ tôi rồi thì. Có hai người hôn nhau 26. Trị giá 2.800.000 đồng quý vị nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ ngay bây giờ ai có vé màu vàng hướng mắt về sân khấu và bắt đầu dò số quý vị nha. Con 30 người gì đây, người gì đây, người gì đây.
tiền trước hậu sau tứ mất mà không còn tứ con đã tôn trao. Buồn mười sao, buồn mười sao, bên mười sao là tâm vé cờ hơn. Đúng chưa chị gái? Thích chưa chị ạ? Thích rồi đúng không chị? Rồi là, sẽ có giùm em nha. Kính thưa quý vị, và con số may mắn con số 4601 chủ nhân đầu giải. Quý vị thân mến, hai chủ nhân. Quý vị thân mến, để tránh cả gian lợi dụng thì quý vị nếu có ra về thì mình đứng bên trong sân khấu mình gọi điện cho em luôn quý vị. Để ra ngoài thì thay vì dùng điện thoại và bớt ví lắm nha quý vị nha.